bông hoa mà các bạn thường ăn lẩu là cái hoa này nè. Thì mình nói cũng có số bạn chưa biết nha, đây là cái bông thiên lý mình ăn lẩu nha bạn. Dây leo nha, thì thiên lý thì đa số người ta trồng để dùng để ăn cái hoa này các bạn. Cái hoa nó có thể chế biến được rất là nhiều món ăn nha. Cái bộ phận trên cái thiên lý người ta dùng nhiều nhất là cái hoa đó nha. Cái bông hoa nó như thế này là mình dùng ngon nhất nha các bạn. Đây là cái lá nha các bạn. Cái lá cái thiên lý thì nó có hình trái tim nha. Thiên lý thì nó dạng dây leo. Cây dây thiên lý thì mình cũng không có gặp bắt gặp được cái quả nha các bạn.